đó. Tuần ra Thank you.
Ơi, cho hãy đi theo mẹ đi làm nốt cái nhà bếp kia, đi làm nốt đi. Đi theo mẹ à? Đi theo mẹ. Con ơi, bố con cái mẹ nhé, mà sao mẹ làm cái này nhé. Dao đây ra đây, đây 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 đây, đặt ra đi, đấy lấy để đây, đó, cánh mẹ đan cái này nhá. Đây những cái gì ấy? Đưa đan hả mẹ, lấy cây đan này, cây cho mẹ nhé.
nhặt lên cho mẹ. Mẹ ơi, con không ở đây là chơi cho mẹ nữa đâu. Dạ, thế con đi chơi ở trên thì chơi. Con ở nhà không? Có. Có ai lên đấy nhỉ? Mệt quá. Hai con đây làm gì đấy? Bọn em đang làm đá nhà bếp ạ. À, chơi đây. Anh đi chơi. Ừ, anh đi. Em vào nhà chơi. À, ừ. Đây, anh không có gì cho đâu này. Lâu lắm anh không lên thăm hai mẹ con này. Anh lên có ít chăn tặng hai mẹ con thôi này. Vâng, anh ngồi đây chơi. Ok. Anh ngồi đây chơi. Cảm ơn. Đều đẹp nhỉ? Vâng, mẹ con em vừa mới làm xong nhà, bây giờ định làm thêm nhà bếp. Ngoan thế, giỏi thế. Hộ mẹ nhá. Em anh ngồi đây em ừ. Vâng. Cố gắng ở đây hộ mẹ nhá. Không đừng nhớ mẹ nhá. Được chưa? Được, anh xin. Anh xin nhá. Thế thời gian này hai mẹ con làm được cái gì rồi? Em bây giờ đang làm nhà bếp xong là thời gian này em đi chợ thì bán đi được. Vâng. Cố này. Đi, bác cho cái này là con này. Này. Có mang đồ cho. Ừ. Rồi. Hai mẹ con cất hết đồ này. Xong là cố gắng rồi. Này. Bác cho ấy. Nhá. À. Xin bác nhá. Em đi tham quan đều tí nhá. Dạ. Nọ em cứ vừa đang làm nhà bếp ạ. Anh cứ đi xem đi. Được. Con đưa lên đây ạ. Chắc đấy. Sao lại con làm đẹp quá. Lều chắc đi em ạ. Hai mẹ con cố gắng thôi. Rồi vậy em làm dần là ngày hôm chắc ở, bây giờ chắc ở đất của anh đâu. Cố gắng. Hai mẹ con cố gắng ở đây làm ăn nhá. Em đi về đây. Em cảm ơn anh nhá. Con ở đây ngoan giúp mà mẹ con làm việc nhá. Không được nhớ mẹ nhá. Bye bye con nhá. Hai mẹ con em cảm ơn anh nhá. Ừ, không có gì đâu. Anh về đây. Vâng. Cảm ơn mẹ con nhá, cố gắng ở nhá. Vâng. Đến đây nếu mà có gì thiếu thốn thì đi xuống nhà anh lấy. Dạ vâng, em cảm ơn. Anh về đây. Chào mẹ con nhá. Vâng. Ôi bác cho chăn ra cho cả gối thế nhỉ? Đấy, bác cho cả gối này. Đẹp ấm hết nhỉ? Luôn nhỉ? Này, thế này chắc để đây nhá. Ôi, để cả bộ ăn ra. Gối đây. Ấm nhá. Có ăn thạch không? Mẹ bóc thạch cho con này.
để ăn nhá, mẹ đi làm tiếp cái kia xong nhá. Ở đây à? Ở trong chơi à? Ừ. Yeah. Mẹ cho nhé. Đây mẹ xem cân đi. Mẹ dưới nhé. Mẹ đi lấy lạc vỡ nhé. Dí ngồi thì ngồi ở một chỗ nhá, cùng nghỉ nữa nhá. Con này ra cho mẹ bà bực này.
hay là từ hôm qua trời mưa chứ. Con nằm ở đây nhá. Mẹ đi ra bên kia làm bếp, à làm lò đun rửa bên bếp nhá. Ở đây chơi nhá, cô tự làm chăn dây nhá. Cô ngủ gấp chăn vào nhá. Để đi làm chưa?
đây làm gì ấy? À, cô ở kia chơi à? Đây rồi. Để làm cái này ấy. Nhìn nhá. Ở đây xem mẹ làm nhá. Đây đây nhấc con lên. Làm được không? Ngoại ngào ấy rồi. Con dùng cái đấy nặng không? Có. Chứ nặng không dùng để số. Nặng không dùng vậy đi lấy thưởng cho con dùng. Đây, dùng cái này. Cái này nhẹ hơn. Đấy, con mẹ làm nhá. Nhẹ hơn chưa? Mẹ chọc chọc nhá, làm nhẹ nhá. Chúc bác nha. Thế con đi xuống trước đi, đi mẹ ra xem. Con xúc được nhiều xong gọi mẹ ra nhắc nhá. Xúc được nhiều chưa con? Chưa. Nhờ mẹ cho xem nào. Đâu, cho mẹ xúc cho. Con xúc. Con xúc à? Con gái của mẹ giỏi thế. Nha. Ồ, mẹ làm cái này ấy. Xúc đất này, khổ nha. Đây, xúc xúc vào đây xong nhớ ớt, mẹ con nhớ này. Đúng rồi, cho mẹ làm. Đúng rồi, cho mẹ làm, con không làm nữa. Cái này con không làm được đâu. Cho mẹ làm này. Con không làm. Cho mẹ nhấc rồi. Này này này. Được nhiều rồi mẹ nhấc rồi. Không, không cần đâu. Đã không nhấc đâu. Không nhấc đâu. Đặt cho mẹ. Thank you.
vào dưới à? Xem nó. Để mẹ nãy.
củi về trước nhá. Đây, mẹ xem nào, mẹ xem. Đấy, để trái lên làm cái này ấy. Để đẹp ấy nhỉ. Đấy, sẽ ấm, bên này đang trái. Nào, đây này. Giờ đưa lửa đây, mai mình mặc mẹ đi nhá. Đấy, mẹ xem lửa bên này. Con đứng ở đây để mẹ hăng nhé. Mẹ lên đây, chạy đây.
đây con rồi lại cho mẹ nhá. Ăn nhé nhá, mẹ giặt nhé cho ăn nhé. Cứ vào mẹ nhé, con ăn đi bán đi bán đi chạy cái này đi xem chạy cái này lên
Thank you.
Đấy, hai con nằm đi bà. Con giờ con cất tà áo của con nhé. Đấy, cất lên trên đấy. Ui, con nhìn ạ. Con đi theo mẹ à? Mẹ đi lấy đá xếp vào cái bậc thang kia lên nhá. Mẹ lấy gì như thế? Mẹ gửi đá ấy. Lấy đá mẹ xếp vào đây. Nhá, mình sẽ xếp vào đây cho mình đi. Mẹ đi gửi đá. Con cho mẹ nhặt đá đi. Mẹ tìm đá nhé. Ở đây nhá, mẹ lên tìm đá nhá. Con mang gùi lên đây cho mẹ với. Ở đây mẹ đựng ở đây gùi à. Đâu, mang lên đấy. Đây, để mẹ mẹ kia.
con lấy cái xẻng ra đây cho mẹ. Mẹ lấy lên đây. Đào đào ở đây để đào xếp nhá. Để tiếng mẹ đào đi mẹ. Để đào xếp. Đào xong á. Con này đá ở đây, mẹ xếp vào đây. Cái đá này mẹ. Đây, cho cụ này chứ nào. Đây, vui cái nào. Đi hàng người ta lại đi hàng rồi. Hôm nay thứ hai chúng ta đưa tôi lại đi hàng rồi. Con lại đi hàng rồi. Tóc đây nè, làm cái gì? Cất quả áo thật sạch để mai có đi học nữa chứ. Để đây cất quả áo. Tóc bộ bộ tóc dài. Nha, đây vén lên được được đằng sau đây.
Thank you.
con đi. Cho mẹ rửa cho vào nhà. Đi nhà. Đi vào nhà đi. Cô ở trong nhà nhá. Mẹ lập nốt cái này đi ra vào bếp nhá. Mẹ ơi, con không ở trong đây được đâu. Ừ, trong đây à? Em ra đây bên mẹ nhá. Đấy, mẹ làm nhá, mẹ nhấc đi. Con ngồi đây nhá. Mẹ đi lấy tiếp tấm kia làm. Con đang lấy dây cho mẹ. Con này, mẹ làm xong rồi. Mắt ở đây rất rửa mẹ xem. Mẹ đưa rửa. Con ngồi đây xem nhỉ nhá. Mẹ đi xách xuống nước gì ở đây nhá. Mẹ đem cho con bị đấy. Ê, mẹ xách nước để đây xong rồi tập chú để nước đi. Con không đi dao nó cắt dao đi cắt sự thể ấm con này sự ấm Mẹ lên dao á. Thank you.
nhá. Cô ở đây nhá. Ở đây. Đẹp chưa? Thơm lắm. Cô ở đây hộ mẹ để nhà lạnh nhé. Con ngồi đây nhé. Mẹ lại đặt nhựa này. Lại sang đây à? Đấy, là con đào. Này thử cái này. Đây. Con hộ mẹ thấy. Cứ đây hết rồi, cứ đây hết rồi. Đây đây mẹ đào đây. Ừ. Đây đây mẹ đào. Đẹp nha. Ui dạ. Con hút đấy. Con họ mẹ đào. Đây đây đây, chặt quát gì nữa đây đâu. Wow, đây này. Ôi. Ui. Rồi, nhặt ra đi. Đây, để cái này đây. Để cẩn thận nhé. Đấy, để đây. Đào gốc xong. Đấy, đào cũng đấy. Đào cũng đấy. À, con ơi, xem cụm này này, to chưa, đẹp này. Nhét đi để kia. Đấy. Cô này to đẹp này. Này, con mang đi chất để kia nhá. Để đào nốt cái này. Đi.
thơm nhỉ. Ở đấy đi, ở dưới đây đi. Đây là cái này, bơ bơ đá ra. Thổi tay ở đây nhé. Ôm được không? Ở đây này, cầm cho mình xem. Để lên đây vui. Con uống nước không? Đây. Giờ vui nhá. Đây, nhặt cái phần này vào này. To đẹp nhé. Đấy, con nhặt nhặt đi. Được không? Thơm lắm nhá. Thơm thề, thơm lắm. Đấy. Con nhặt đi, nhặt xong tiếp rồi. Đấy, tiếp tiếp thế nhá. Nhặt không? Biết nhặt không? Nhặt nước ra vừa nha. Đây của con là xin nhận nhé. Lên đi con. Đầy rồi đấy, trong cái gì đấy. Đấy.
Này, cân của bà nha. Hai cân à? Đúng 30.000 hết lố. Mấy lên à? Dò. Thôi thật vui.
con lên mẹ nấu cơm cho ăn, con ở đây chơi nhá. Xong chưa? À, mẹ nó sắp chín rồi. Vâng. Để một chút nhé. Mẹ mẹ nấu cơm chín cho ăn cơm nhé. Vâng. Hôm nay giỏi quá, đi theo mẹ đi bán rừng nhỉ. Có đồng nghiệp ở đấy.
mẹ nhớ gì nhá. Đây là mẹ nhớ đi về ăn nha. Mẹ về đi ạ. Đợi đợi mẹ em mẹ lấy cơm. Đấy, vừa khỏe đấy. Con cắt giờ ăn nhé. Để mẹ cắt rồi. Ăn cơm. Cắt giờ ăn đi. Đi làm sao ấy? Hay cơm gì mà quên à? Ăn đi. Ăn cơm đi. Gắp ra ăn nè. Con tự gắp rau, tự múc rau ăn. Có ăn no rồi nhé. Hai mẹ bón cho.